Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi 71 và giao bài của buổi số 72. Thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đợi mọi người một chút nữa chúng ta vào lớp. Sau đó là mình sẽ bắt đầu chữa bài nhá, đúng không ạ? Được rồi, bây giờ cô sẽ đợi các bạn 2 đến 3 phút nữa để chúng ta vào lớp. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chữa bài nhá. Bạn nào vào lớp rồi thì comment là con chào cô cho cô nhé. Ok, rồi. Vậy thì trong lúc chúng ta đợi các bạn khác vào lớp thì bây giờ mình sẽ cùng nhìn qua một tí về phần bài học chữa bài ngày hôm nay. Sorry. Về phần chữa bài ngày hôm nay của buổi số 71 nhá. Nào, chúng ta cùng nhìn vào trên bảng nào. Trong phần chữa bài của buổi số 71, như hôm qua cô đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài về danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều, và đặc biệt là chúng ta sẽ đến với những cái phần đó là phần đặt câu với danh từ số nhiều. Đúng không ạ? Họ là những người như thế nào đó? Với những cái tính từ khác nhau, với danh từ khác nhau. Và đặc biệt là nó đều là danh từ số nhiều. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa từng câu một ha. Câu số 1, họ là những học sinh chăm chỉ. Cô xin mời các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nhé. Tại vì phần này cũng khá là cơ bản thôi, đúng không? Các bạn cho cô xin đáp án của các bạn xuống phần bình luận nào. Để cô xem là về nhà chúng ta có học bài không nào. Rồi, cô thấy các bạn có những cái đáp án rất là chính xác. Chúng ta có họ là những học sinh chăm chỉ. Đầu tiên, mình có chủ ngữ họ. Đây là chủ ngữ số nhiều. Chúng ta có they. Đi với they, chúng ta có động từ là they. They are, đúng không ạ? They are hardworking, tính từ chăm chỉ. Và từ students, số nhiều. Nhớ cho cô này, từ student chúng ta phải để ở dạng danh từ số nhiều cho cô. Nó có chữ s, đuôi s, đúng không ạ? They are hardworking students. Rồi, câu 2, các bạn lại cho cô xin đáp án của mình xuống phần bình luận nhé, cả lớp nha. Họ là những học sinh thông minh. Họ là những học sinh thông minh. Rồi, vậy mình thấy chúng ta có họ là những học sinh thông minh, chúng ta có chủ ngữ số nhiều, chúng ta có they are intelligent students, rất là dễ đúng không ạ? They are intelligent students, ok? Họ là những học sinh thông minh, they are intelligent students. Rồi, câu 3, họ là những nhân viên chăm chỉ. Ở đây mình lại có tiếp tục với số nhiều đúng không ạ? Vậy thì nhân viên chăm chỉ sẽ là
workers. Ok, các bạn cho cô xin đáp án của các bạn xuống phần bình luận ha. Họ là những nhân viên chăm chỉ. Rồi, vậy chúng ta có đầu tiên chủ ngữ they are hardworking. Chúng ta gặp lại với tính từ hardworking, đúng không ạ? Vừa nãy câu 1 mình gặp rồi. They are hardworking workers. They are hardworking workers. Ok, they are hardworking workers. Câu 4 nào. Họ là những giáo viên tốt bụng. Họ là những giáo viên tốt bụng. Họ là những giáo viên tốt bụng. Ok, vậy chúng ta có họ là những, chúng ta có they are kind teachers. They are kind teachers. Ok, chúng ta có tính từ tốt bụng là kind và giáo viên chúng ta có danh từ số nhiều. Các bạn phải để cho cô teachers. Ok, câu 5 nào. Họ là những ca sĩ nổi tiếng. Quá dễ, các bạn lại comment cho cô đáp án nào. Họ là những ca sĩ nổi tiếng. Họ là những ca sĩ nổi tiếng. Họ là những ca sĩ nổi tiếng. Vậy chúng ta có họ chủ ngữ they are famous singers. Chúng ta có tính từ nổi tiếng là famous. Chúng ta có danh từ ca sĩ số nhiều. Nhớ cho cô từ singers thêm s. They are famous singers. Và bây giờ các bạn có thời gian để nhìn lại một lần nữa về 5 câu trong bài học ngày hôm nay chúng ta dịch. 5 câu này rất dễ, thậm chí có những tính từ chúng ta đã gặp rồi, đúng không ạ? Chúng ta có tính từ chăm chỉ, hardworking, thông minh, intelligent, tốt bụng, kind và nổi tiếng, famous. Vậy bây giờ các bạn có thời gian để chúng ta, một là chúng ta chữa lại bài, chúng ta chưa làm xong mà chữa lại. Hai là các bạn sẽ chụp ảnh lại màn hình để về nhà các bạn xem lại ha. Đó, có cho các bạn thời gian. Rồi, bạn nào xong rồi thì comment là con xong rồi nhé, để cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo.
Rồi, vậy bây giờ mình sẽ chuyển qua phần mở rộng trong bài học ngày hôm nay. Trong phần mở rộng này chúng ta có cô mang đến cho các bạn một phần mở rộng đó là về những cái danh từ số nhiều. Bởi vì các bạn thấy rằng là bài học ngày hôm nay chúng ta có 5 câu dịch thì toàn là 5 câu liên quan đến danh từ số nhiều phải không ạ? Thì bây giờ mình sẽ mở rộng một chút về danh từ số nhiều. Yêu cầu rằng phần mở rộng này các bạn sẽ ghi chép vào vở cho cô nhá, để chúng ta có những cái tài liệu chúng ta học bài. Rồi, và bây giờ cô sẽ mang đến cho các bạn một vài những cái danh từ số nhiều đặc biệt. Danh từ số nhiều thông thường thì ai cũng biết là thêm S hoặc là ES rồi. Thế bây giờ danh từ số nhiều đặc biệt thì có những cái danh từ sau đây mà cô nghĩ rằng là chúng ta hay gặp. Một, chúng ta có danh từ A cactus và a carti. Một cây xương rồng và nhiều cây xương rồng. Rõ ràng là với những cái danh từ có những danh từ đặc biệt đến nỗi mà khi chuyển sang số nhiều nó biến thành một từ mới. Đúng không ạ? Ví dụ như từ này. A cactus và a carti. Đó, biến thành một từ mới. Hoặc hơn nữa mình có từ tiếp theo. A tried children. Một đứa trẻ và nhiều đứa trẻ. Một đứa trẻ chúng ta có a tried. Nhiều đứa trẻ chúng ta có children. Vậy rõ ràng là ở đây chúng ta thấy rằng là danh từ đã biến đổi hoàn toàn thành một từ mới. Đúng không ạ? A tribe và children. Đó, các bạn ghi bài cho cô nhé. Ghi bài cho cô ạ. A tribe và children. Tiếp nữa mình có a foot và feet. Một bàn chân và nhiều bàn chân. A foot và feet. Ok? A foot và feet. Đó, chuyển từ foot thành feet. Tiếp nữa mình có a goose và geese. Một con ngỗng và nhiều con ngỗng. A goose và geese. A goose và geese. A goose và geese. Tiếp nữa mình có a man và man. A man và man. Đó, một người đàn ông và nhiều người đàn ông. Đúng không ạ? A man và man. A man và man. Tiếp nữa chúng ta có a person và people. Một người và nhiều người. A person và people. A person và people. Đó, một người thì là a person, nhiều người thì là people. A person và people. A person và people. Hoặc tiếp nữa chúng ta có a mouse và mice. Cô thấy rằng là danh từ này các bạn học cũng nhiều rồi đúng không ạ? A mouse là một con chuột và mice là nhiều con chuột. A mouse và mice. A mouse và mice. A mouse và mice. A mouse và mice. Tiếp nữa chúng ta có
tooth và teeth. Có thể các bạn gặp từ này cũng khá là nhiều đúng không ạ? Một cái răng và nhiều cái răng. Tooth và teeth. Tooth và teeth. Tooth và teeth. Hoặc tiếp nữa chúng ta có a woman và women. A woman, women. Đó. Là cách đọc cũng khác nhau ha. Một người phụ nữ là a woman, nhiều người phụ nữ là women. A woman, women. Và cuối cùng chúng ta có từ cuối cùng an ox và oxen. Một con bò và nhiều con bò đúng không ạ? An ox và oxen. Vậy các bạn có thể là chụp ảnh màn hình lại phần này của cô, hoặc các bạn có thể ghi chép ngay vào trong vở của mình để chúng ta lấy tài liệu học tập cho phần bài làm bài tập tiếp theo. Và còn về thế nữa, về sau nữa, chúng ta cũng cần để làm những cái danh từ số ít và số nhiều. Thế thì danh từ số nhiều thông thường thì quá dễ đúng không ạ? Thế nhưng mà danh từ số nhiều đặc biệt thì cô hôm nay mang đến cho các bạn là 10 từ mà cô nghĩ rằng là nó thông dụng và nó đặc biệt. Nó thông dụng, các bạn hay dùng. Đấy là cô cho các bạn 10 từ này. Thế thì các bạn sẽ cố gắng là các bạn sẽ ghi lại bài và về nhà học thuộc cho cô. Nhớ chưa? Phải học thuộc nhá. Thì chúng ta mới có cái để chúng ta làm bài. Ok? Thế thì bây giờ mình sẽ đến với phần bài tập một chút. Để chúng ta làm, ở đây người ta yêu cầu là điền danh từ thích hợp vào chỗ trống. Đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn một trong hai danh từ cô đã để sẵn cho các bạn ở phần dưới. Thế thì bây giờ chúng ta có 5 phút để suy nghĩ bài. Và sau đó thì các bạn sẽ suy nghĩ đến câu nào, các bạn comment ngay cho cô đáp án của câu đó xuống phần bình luận nhá, để tẹo nữa cô sẽ chữa bài với các bạn, được không? Ok, vậy các bạn có thời gian để suy nghĩ ha.
Rồi, vậy thời gian suy nghĩ đã hết, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài của phần bài này. Đầu tiên chúng ta có câu 1. There is a... in the garden. Đi với a, chúng ta thấy rằng đây là mạo từ đi với danh từ số ít. Vì vậy chúng ta sẽ có there is a carrot in the garden. Rất tốt. Number 2. There is many in the garden. Có rất nhiều cái gì đó. Có rất nhiều thì đương nhiên là phải là danh từ số nhiều. Mà danh từ số nhiều của từ carrot phải là carrot. There is many carrot in the garden. Đúng không ạ? Đấy, các bạn làm khá là đúng luôn đấy ạ. Number 3. I see a... Tôi nhìn thấy một đứa trẻ con. Vậy ở đây rõ ràng một đứa là phải là danh từ số ít. Vậy thì sẽ là I see a child. 4. The... are playing in the yard. Lũ trẻ đang chơi ở trong sân. Vậy thì ở đây lũ trẻ phải là danh từ số nhiều. Vậy chúng ta có the children are playing. Number 5. Chân của tôi nhỏ. Ở đây các bạn thấy rằng là chủ ngữ là gì? Để cho động từ người ta chia động từ is. Đi với động từ is chúng ta có chủ ngữ số ít. Vì vậy sẽ là my foot is small. Câu 6. I have two. Tôi có hai cái bàn chân. Vậy rõ ràng là hai cái là phải là số nhiều. Vậy I have two feet. Đúng rồi, rất là tốt. Câu 7. This baby, đứa trẻ này có một cái răng. Vậy một cái răng là số ít. Chúng ta có has one tooth. Rất tốt. Câu 8. Một người lớn trưởng thành sẽ có 32 chiếc răng. Vậy 32 chiếc răng là số nhiều. Vì vậy chúng ta có teeth. Ok, rất là dễ, đơn giản đúng không ạ? Đó, vậy thì các bạn về nhà, việc của chúng ta sẽ phải là cố gắng thật là nhiều, nhớ chưa? Để học thuộc cho cô những cái danh từ số nhiều đặc biệt. Chúng ta cũng không quên được nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Chúng ta có bài về nhà. Ngày buổi học chữa bài ngày mai, chúng ta sẽ chữa bài về có một vài cái gì đó. Chúng ta sẽ dùng với câu there are some. Có một vài cái gì đó. Vậy các bạn có thể là ghi chép lại hoặc chụp ảnh màn hình lại về nhà thì các bạn sẽ làm bài cho cô nhé. Cô sẽ để cái live này khoảng 2 đến 3 phút nữa xong đó cô sẽ tắt nhé. Bạn nào xong rồi thì các bạn có thể chào cô và thoát lớp. Đúng không ạ? Chúng ta nghỉ sớm nhé.